Có nhận ra không, đây là phòng của em bé dâu nhà tớ. Và nếu như các bạn chưa biết thì em bé nhà tớ đã được tròn khoảng tầm 6-7 tháng tuổi. Đây là cái mốc rất là quan trọng để vận động phát triển trí não và biết rất là nhiều trò mới. Thành ra là bọn tớ định là sẽ đi co một chút xíu. Đó, nghe phát là biết đúng không? Là sẽ đi co một chút xíu về căn phòng này để cho em bé dâu có nhiều không gian để chạy nhảy vận động hơn. Mời các bạn hãy cùng bọn mình tham gia cái cuộc đi co lại phòng chơi với nhau nhé. Bắt đầu. Đầu tiên là mình muốn khoe với mọi người những cái đi can, những cái hình dán mà mình đã mua để đi co phòng chơi dâu lần này. Mình đã mua dư ra để xem là nhìn nó như thế nào, bởi vì mình chưa bao giờ đi co phòng kiểu dán này á. Thì tất cả đều là những cái hình rất là dễ thương, hồn nhiên cho cô Tiên nhà chúng mình đó. Và mình định là sẽ dán cái này ở cái bức tường trắng này. Đó, qua đến đây để em bé có thể nhìn quan sát được những cái hình con vật khác nhau ấy. Rồi, bắt đầu dán nha. Mình nghĩ mọi người, tại vì mình tưởng là nó giống như hình dán của mình nhỏ ở nhà, là hồi xưa mình hay dán bình thường thôi, nhưng mà cái đề can này nó mềm nên là lúc nãy giờ mình cứ phải bóc đi bóc lại, mình mới dán chuẩn một cái nhỏ xíu này. Thì cái lý do mà mình mua cái kiểu thành phố kinh khí cầu này ấy là mình kiểu kinh khí cầu thì bay lên trời này, lúc mua bay cao bay xa kiểu như thế, thì cũng mong là sau này dâu có thể đi khám phá thế giới và đi sẽ có một cái góc nhìn thật là rộng về thế giới ấy. Với lại một cái lý do nữa là mình rất là muốn sau này nếu như mà dâu lớn một chút và đỡ dịch ấy, thì mình có thể là đưa cả nhà đi đi Thổ Nhĩ Kỳ để có một cái lễ hội kinh khí cầu ấy, rất là đẹp. Bây giờ thì mình sẽ qua cái góc từ bên kia với một cái đề can khác, dán thành con vũ trụ đó hả? Ôi dễ thương quá, mọi người ơi. Dễ thương quá trời luôn nè. A few moments later. Trời ơi dễ thương quá mọi người ơi. Ngoài cái việc là dán hơi cực ra thì dán xong nhìn rất là dễ thương, nhìn phòng mình giống như là một cái nhà trẻ á mọi người. Nhìn rất là bay bổng á. Mình hai đứa mình đều thích kiểu vũ trụ phi hành gia rồi xuyên không như thế này. Mình dán này ở đây, tức là mình đã đặt vị trí là mình sẽ để cái nệm ở đây nè. Đó, đúng cái khu của nệm để khi mà dâu lẫy thì dâu có thể nhìn được chỗ này. Bên này dán khí cầu và đây là phần tủ. Dán xong rồi, chuyển đồ vào thôi. Ở đây mình có 3 chiếc máy của nhà Fast Baby. Đây thì nói qua một chút về thương hiệu Fast Baby dành cho những mẹ nào mà chưa biết về thương hiệu này nha. Thì đây, Fast Baby là một thương hiệu có cả một hệ sinh thái đồ dùng cho em bé luôn, rất là đa dạng và có nhiều chức năng thông minh ấy, đánh trúng vào tâm lý và thói quen sử dụng của các mẹ bỉm mình. Và đây là chiếc máy tiệt trùng sấy khô UV Super 3 của nhà Fast Baby. Thì chiếc máy sẽ đây có dạng nắp mở. Nó nằm trong tầm giá, tầm trung trong tất cả các dòng máy tiệt trùng của nhà Fast Baby. Thì theo mình đây là một trong những chiếc máy mà các bạn rất cần phải có, bởi vì cái chức năng tiệt trùng bình và tiệt trùng đồ sau này em bé dặm ấy, nó rất là cần thiết, luôn. Nên là mình nghĩ là các bạn nên đầu tư chiếc máy này. Super 3 có hiệu suất tiệt trùng cao khi được trang bị hệ thống bóng đèn tiệt trùng UV Philips và cái lớp thép ở bên trong này là lớp thép không gỉ siêu gương xung quanh thành máy để tối đa hóa phản xạ tia UV ấy. Ngoài tiệt trùng thì Super 3 còn có thêm nhiều tính năng khác mà mình thấy cũng hay ho. Đầu tiên phải kể đến là sấy khô bằng khí nóng. Thì cái việc sấy khô này sẽ giúp cho các vật dụng mà các mẹ bỉm vừa mới rửa xong đặt bên trong máy này sẽ khô nhanh hơn và nó sẽ sạch hơn, tiết kiệm nhiều thời gian cho mẹ. Thứ hai, bảo quản đồ bên trong máy tới 72 tiếng.
Thứ ba là tự động ngắt khi tiệt trùng hoặc sấy khô xong. Và nếu như mẹ nào mà chưa có nhu cầu phải sử dụng ngay ấy, thì hoàn toàn có thể là để luôn vật dụng ở trong máy. Bởi vì sau 2 tiếng thì máy sẽ tự động tiệt trùng lại để đảm bảo sự vô trùng tuyệt đối ở trong máy ấy. Thì chế độ tự ngắt này cũng sẽ được kích hoạt để đảm bảo an toàn khi mà mẹ muốn mở ra để bỏ thêm vật dụng vào hoặc là lấy vật dụng ra khi máy đang hoạt động. Và các bạn có thể nhìn thấy ở phía bên trong của cái máy sẽ có một cái lưới như là màng lọc bụi mịn đằng sau. Và đây, quạt thông gió loại bỏ mùi ở trong máy. Một điểm cộng nữa của máy là dung tích vừa phải, có thể tiệt trùng nhiều vật cùng một lúc, không quá to và không quá nhỏ. Ngoài ra thì Super 3 còn có đèn báo điện, đèn UV khi hết hạn sử dụng sẽ báo hiệu cho mọi người biết. Đó, mở ra như thế này, nắp ở trên và bỏ đồ xuống đây, đóng lại, xoay nút. Đây là nút off ở chính giữa. Khi mà các bạn xoay xong cái này sẽ là điều chỉnh theo những chức năng khác nhau: sấy, tiệt trùng, tắt, tắt đèn này. Auto sẽ là vừa sấy vừa tiệt trùng. Và đây là chức năng lưu trữ 72 tiếng. Đây, giới thiệu mọi người, đây là chiếc máy hút sữa điện rảnh tay không dây Free Max 1 của nhà Fast Baby. Thật ra là các bạn chỉ cần mua một cái cũng được, nhưng mà mình mua hai cái để hút đôi hai bên để cho nó cạn sữa ấy. Thì cái thiết kế của máy này nó cũng rất là thông minh, và vì không dây các bạn có thể tiện cầm đi khắp nơi luôn. Như các bạn biết là dâu là em bé đầu tiên của mình, thành ra là mọi người đến thăm rất là nhiều và mọi người thường hay tặng máy hút sữa. Và mình nhờ cơ hội đấy có một cái trải nghiệm là có rất là nhiều máy hút sữa, và mình sẽ biết được là khi mà mình sử dụng thì máy nào có ưu nhược điểm gì, và mình sẽ tìm được chiếc máy nào mà phù hợp nhất đối với mình ấy. Thì mình cảm thấy là đây là một cái mẫu máy mà mình rất là thích, bởi vì cái thiết kế của nó thông minh và cầm đi khắp nơi, đem đi làm, đem đi du lịch đều rất là tiện. Cũng giống như chiếc máy trước thì máy này cũng có 3 chức năng chính là hút sữa, kích thích và massage. Mỗi chức năng sẽ có tất cả 9 cấp độ. Chiếc motor máy được gắn liền ở phễu hút có thể đặt vào bên trong của áo ngực luôn. Mà khi mà mặc ấy, các bạn vẫn sẽ cảm thấy thoải mái, không bị gồ lên. Kể cả là khi ra ngoài thì nhìn nó vẫn sẽ kín đáo. Nói thật một cái là khi mà mặc áo ở bên ngoài và che đi cái phần áo ở bên trong ấy, thì cái vòng một của các bạn nó sẽ hơi to hơn một chút xíu, sẽ hơi quá khổ một chút xíu. Nhưng mà không sao, tại vì mình đặc điểm là gái một con trong một con mắt mà, nên là mình nghĩ cái đấy vẫn ok, chấp nhận được. Một trong những đặc điểm mà các bạn nào cũng có thể liên tưởng đến đối với một chiếc máy hút không dây, đó chính là nó không có dây. Thành ra là nó khá là gọn gàng và tiện lợi, không hề bị vướng dây, nên là các bạn có thể đem đi khắp nơi, không cần phải tìm ổ điện nữa, vừa vắt sữa vừa làm việc hoặc là dọn nhà. Và nếu như mà hút đôi hai bên ấy, thì nó sẽ cạn luôn sữa và tiết kiệm thời gian hơn cho các bạn rất là nhiều. Các bạn có thể dùng pin sạc trước khi đem đi đâu đó, và các bạn cũng có thể kiểm tra cái lượng pin trước khi dùng nữa. Và có một cái đặc điểm của cái máy này ở trên thân máy luôn, các bạn có thể theo dõi qua cái màn hình LED, bởi vì nó sẽ hiển thị dễ dàng để các bạn quan sát này, mình đã hút được bao nhiêu lâu và đang ở chế độ nào, và các bạn có thể tự động điều khiển nó bằng các nút cảm ứng ở trên này. Cuối cùng là có thể tùy ý lựa chọn các dạng đầu phễu và đầu hút. Có tất cả 3 size phễu ở trong máy này là 21, 24 và 28. Tuy nhiên điểm này thì mình cũng muốn góp ý với hãng một chút là ở trong các cái miếng mút để thay đổi size ấy, họ in số nó hơi khó nhìn, bởi vì cái số thì nó hơi nhỏ và nó lại cùng màu ấy. Thành ra là khi mà mình cần gấp hoặc là buổi tối hút sữa đêm ấy, thì nó sẽ hơi khó nhìn và hơi khó tìm cho các mẹ. Và đây cuối cùng là chiếc máy đun và hâm nước pha sữa thông minh Smart 3 của nhà Fast Baby luôn. Đấy, các bạn sẽ thấy là nhìn nó rất là nhỏ gọn, rất là xinh, nhìn nó sẽ giống như là chiếc máy lọc nước. Nhưng mà cái sức chứa của nó khá là nhiều nha, 1,5 lít. Và dùng cho các mẹ pha sữa cho em bé và pha trà hoặc là pha cà phê cho người lớn cũng được. Các bạn biết đặc thù của phụ nữ sau khi sinh mà để có sữa nhiều ấy, là phải uống sữa nóng, phải uống đồ nóng nhiều thì sữa nó mới về. Thì đây là một chiếc máy đối với mình rất là tiện, bởi vì nó đun sôi được chính xác nhiệt độ mà các bạn set up, cũng như là khi mà các bạn cần lấy một lượng nước chuẩn theo ml mà các bạn muốn ấy, thì các bạn chỉ cần bấm nút và máy sẽ tự động rót ra đúng cái lượng nước đấy luôn.
Tiếp theo, máy có thể giữ ấm liên tục trong vòng 24 giờ để các bạn pha sữa, pha trà và cà phê nhanh chóng nhất có thể. Ngoài ra thì máy này cũng có thể khử clo ở trong nguồn nước, bởi vì em bé thì khá là nhạy cảm nên là mình hoặc là tất cả các mẹ khác mà có em bé thì đều muốn là dùng cho em bé một cái nguồn nước tinh khiết nhất có thể và sẽ tự động khóa máy sau 2 phút không sử dụng. Thì cái việc này sẽ đảm bảo an toàn và phòng tránh chập điện ở nhà. Thiết kế của máy này các bạn sẽ thấy là giống như một chiếc máy lọc nước. Nó nhỏ gọn nhưng mà chứa được khá nước nha, chứa được tận 1,5 lít và được làm bằng chất liệu thép SUS 316, là một cái chất liệu khá là chắc chắn và tốt để chịu nhiệt và chống mài mòn cao. Đây, và có một chiếc quạt được thiết kế ở bên dưới máy. Quạt này sẽ có mục đích là để làm mát tự động dưới đáy bình nước để giúp cho nước nhanh nguội. Khi mà các bạn setup xong thì nước sẽ tự động chuyển lên 100 độ để tiệt trùng hoàn toàn, sau đó thì sẽ sấy để cho nó nguội lại theo đúng cái mức mà các bạn muốn ấy. Đây là cái khu để sách của dâu. Thì lần trước mình có giới thiệu với mọi người về cái khu này rồi, nhưng mà lần này ấy, mình có mua thêm ngoài những cái quyển sách mà để phát triển cái khả năng nhìn với lại tương tác ra, thì còn có cả những cái cuốn truyện mà thứ nhất là màu sắc sẽ rất là đậm đấy, và cái bản to này để dễ nhìn này, để em bé đỡ bị cận thị á. Và mình ưu tiên có những cái cuốn mà nội dung của nó dài dài một chút, để thứ nhất là khi mà đọc buổi tối thì em bé có thể là nghe đọc truyện lâu hơn, bởi vì dâu thì rất là thích đọc truyện mọi người ạ. Đây, dâu rất là thích cuốn này, rất là thích cái cuốn này luôn, đào khoai kể về ba chú lợn đi đào khoai. Thôi, mình sẽ phân chia chuyện theo độ dài của chuyện. Sau khi mà xếp xong chuyện thì mình sẽ xếp đến đệm. Như các bạn đã biết, hồi mà mình quay cái vlog đi co nhà, đi co phòng dâu lúc trước ấy, thì sẽ là một cái giường nó hơi cao cao một chút, nhưng mà bây giờ thì dâu bắt đầu biết lật và biết bò rồi, và sắp tới thì sẽ đu rồi làm rất là nhiều trò khác vận động, thành ra là mình sẽ chuyển từ cái giường cao xuống một cái giường thấp, nệm thấp, và không có lấy giường, nó chỉ lấy mỗi nệm thôi. Khi mà em bé mà lăn lên hay như thế nào đấy ấy, mà kiểu khám phá, thoải mái khám phá luôn thì sẽ không bị đau, không bị ngã quá đau ấy. Đặt ở giữa này nè. Bên này là ở đầu tường đúng không? À vậy thì anh phải vào trước chứ. Đúng rồi, cái chiều này nhỏ hơn này, chiều này là chiều ngang này. Thì bên này vào tường đúng rồi. Đi. Rồi. 2 3 Rồi. Rồi, ổn ổn đấy. Tôi đẩy vào ha. Đây là mấy bức tranh mà mình đã mua cho dâu. Nó là kiểu tranh canvas ấy mọi người, và hình khá là dễ thương, kiểu các bạn thú. Thì mình để ý là tầm tuổi này các bạn dâu ấy sẽ thích cái kiểu mà con thú và những cái tiếng động của con thú ấy, rất là thích. Thì ra là mình đã mua được 3 bức tranh, mua lẻ 3 bức tranh này. Sư tử nè, con voi, và đây là con heo hoa cổ. Có những cái dòng chữ nhỏ nhỏ bên dưới này. Đây là Be Happy, là hãy luôn luôn hạnh phúc. Đây cũng là giống như là những cái lời nhắn nhủ mà mình muốn nhắn nhủ với dâu sau này dâu lớn lên cùng với lại những cái hình ảnh này ấy. Và dâu sẽ lúc nào cũng sẽ ghi nhớ là lúc nào phải hạnh phúc này, lúc nào phải mạnh mẽ, be strong giống như là lion, và trở thành một người tử tế giống như là con voi đó. Mặc dù là màu của nó hơi nhờ một tí, mình muốn là màu nó phải thật là đậm, đậm hơn nữa để nhìn từ xa nhìn thấy luôn. Nhưng mà thôi, lỡ lấy rồi. Đó, bây giờ mình sẽ dán lên ha. Đây. Mặt nào? Mặt này hả? Dễ thương mọi người. Đó, có 2 mặt. Lâu mình đổi mặt. Cảm giác tươi mới rồi. Trời ơi, để đây ha. Chỗ này nó đang có một cái góc nữa mà. Ôi dạ. Đây, thêm cái nệm này là chi tiết cuối cùng mà mình muốn thêm vào căn phòng. Đây người ta gọi là thảm chơi kiểu đa chức năng ấy, tức là đa giác quan hay gì đấy. Đấy, nó sẽ có những tiếng kêu này và những cái chất liệu khác nhau để mé sờ vào, và nó sẽ có
nhiều cái cảm nhận nhé. Đó, mình sẽ để ở dưới này. Để khi mà rộng lên thì em bé nó sẽ đỡ bị lạnh. Xin mời các bạn xem lại một phòng của em bé dâu sau khi đã đi co. What if the world had more of your smile? What if the wind could spread your love? What if your sweetness could reach everyone? There'd be no wars. Maybe the birds will sing about your heart. Maybe the trees will whisper the word. Maybe the sun will spread your joy to the ones who lost their hope. Từ cửa bước vào thì các bạn sẽ thấy đầu tiên là có ba bức tranh này. Mình định là sắp tới mình sẽ để một cái tủ ở đây để đựng mấy cái đồ linh tinh của em bé dâu á, để một cái tủ ở đây. Mình đã canh cho kích thước này nó vừa rồi. Đây là chỗ để em bé chơi nhảy bật nhạc, chơi nhảy ở đây. Em bé của mình thì rất là thích chơi cái trò này luôn. Đó, để cho mau cứng chân để đi được á. Đây là một chiếc thảm để chơi, bày đồ chơi ra và chơi chỗ này. Được một cái là cái thảm này thì không thấm nước nên là các bạn có thể cho em bé chơi thoải mái, rất là mát. Phía bên này là giường ngủ thấp, để khi mà có lăn lê bò gì đấy thì mình đã chỉ cho em bé là khi mà xuống á thì sẽ chống chân và xoay đầu, tức là chân sẽ xuống đất trước. Và mấy hôm nay thì dâu bắt đầu thực tập rồi nên thành ra là mình đã chuyển từ giường cao xuống giường thấp để em bé có thể không ngã, hoặc là khi mà lật thì cũng sẽ không bị đau á. À, đây là tủ quần áo của dâu. Phía bên này là tủ gỗ bông và tủ sách. Và đây sẽ là những cái tủ mà đựng mấy cái đồ dâu hay dùng ấy mọi người. Tăm bông, bông muối tai và khăn ướt, giấy ướt. Những cái đồ mà mình đã mua sẵn, lúc nào cũng sẵn sàng để đây, để nếu như mà thiếu mà mình chưa đi mua được thì sẽ dùng. Và những chiếc máy quen thuộc của dâu rất là cần thiết trong một cái phòng của em bé. Kết thúc tour ngày hôm nay. Đây là một trong những lần đi co mà mình cảm thấy rất là hài lòng. Và mình mặc dù là làm khá là mệt, hy vọng là sắp tới khi mà dâu vào trong căn phòng này thì dâu sẽ thích căn phòng và sự đổi mới này. Hy vọng là các bạn đã theo dõi hết cái video ngày hôm nay. Nếu các bạn thấy hay đừng quên like, share và subscribe kênh Sally. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những video tiếp theo. Có thể là đi co phòng và có thể là học xuống giới thiệu căn nhà này của mình. Các bạn chưa nhìn thấy nhà của mình bao giờ đúng không? Bye bye mọi người. Chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ.